Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bệnh viêm này là bắt đầu xuất hiện từ lúc nào? Thật ra nói một cách nghiêm túc, từ ngày tổ tiên chuyển đến ở trong lòng đất, bệnh viêm này đã xuất hiện rồi. Nhưng mà vừa bắt đầu chỉ có 1-2 người bị mắc bệnh. Chúng ta không có quan tâm bởi vì cuộc sống ở trong lòng đất tràn đầy yên tĩnh này, bị điên một vài người cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà thời gian trôi qua, người mắc bệnh điên càng lúc càng nhiều. Bây giờ trong thành chỉ sợ có 8 phần người là đã trở nên điên cuồng. Mẹ của Thạch Nam cũng mắc bệnh này, chúng ta bất lực cho nên cô ta lén rút chạy ra ngoài. Mẹ à, sao mẹ lại chạy ra ngoài rồi? Bệnh điên cũng phân mức độ, thông thường là bắt đầu sau khi đánh nhẽn người khác. Cũng có nghĩa là sinh mệnh của cô ta sắp kết thúc rồi. Đại ca ca lợi hại như vậy, nhất định là có thể cứu được mẹ em. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, mẹ của ngươi sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Bệnh điên hình như là liên quan tới thức hải, nhưng mà thức hải của người phàm chưa chắc có thể chứa đựng được thần thức của ta, không biết có đi vào được hay không. Vậy mà thật sự đi vào rồi, mặc dù không so được với người tu hành, nhưng mà thức hải của mẹ Thạch Nam vậy mà rộng như vậy, một người phàm sao lại có tinh thần lực mạnh như vậy chứ? Đây nè. Hỉ lộ ai lạc, ánh sáng không màu, ánh sáng không có màu giống nhau là cảm xúc không giống nhau. Tại sao lại có nhiều cảm xúc hội tụ ở đây như vậy? Đều là cảm xúc của người khác. Những cảm xúc này chính là cảm xúc đã mất đi của những phàm nhân chỉ biết cầu nguyện ở trên mặt đất. Hãy cho một thiên chú chiến tướng, tất cả e rằng đều là âm mưu của hắn. Cái gọi là địa hạ thành, e rằng là hắn một tay chỉ dẫn, chính là vì hấp thu tạp niệm của tín chúng ở trên mặt đất, vì đã cung cấp tín ngưỡng thuần khiết nhất cho hắn. Chúa cứu thế đại nhân có phát hiện ra nguyên nhân gì không? Bệnh này dễ chữa, trừ khử thiên chú là được. Đây, thiên chú đại ma là chân ma từ vực ngoại giáng lâm, không có ai là đối thủ của hắn. Bất phí nào đi, ta muốn tin tức của thiên chú Thạch đâu. Nếu như manh mối các ngươi cung cấp thật sự có tác dụng, ta giúp các ngươi trừ khử hắn thì đã sao. Trong tổ tịch của chúng ta không có ghi chép liên quan đến thiên chú Thạch, đến ngay cả hai chữ thiên chú đều là sau khi thiên chú đại ma giáng lâm mới xuất hiện ở trên đại lục này. Cho nên ta có một suy đoán, thiên chú thành cũng là thứ vì giáng lâm của thiên chú đại ma mới xuất hiện. Mà bây giờ trong tòa thành này, thứ dùng tên của thiên chú đại thần đặt tên chỉ có một,